Cảm ơn quý khán giả đã vẫn theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Trở lại với tình hình của thế giới trong tuần lễ vừa qua, thì ngoài cái chuyện phải là đối phó với cái việc mà bổ nhiệm ông John Bolton xảy ra cùng lúc với chuyện chính phủ Hoa Kỳ đã tăng, ông Trump tuyên bố là sẽ tăng thuế nhập cảng đối với một số mặt hàng của Trung Quốc, và cái chuyện là thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Bắc Hàn. Đáng lẽ ra đó thì sẽ có một cái sự phản ứng mạnh lắm của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, nhưng cái thái độ của Trung Quốc sau cái thứ nhất là đối với cái việc mà tăng thuế nhập cảng, và thứ nhì đối với cái việc cái dự luật đạo luật vừa mới thông qua liên hệ đến chuyện ban gia giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, thì Trung Quốc lại tỏ thái độ là mềm mỏng hơn và đón ông Kim Jong Un có thiện chí để giải quyết vấn đề. Tôi thấy đây rõ ràng là quý vị thấy cũng như là tại Biển Đông thôi. Trung Quốc là khi nào mà mình hòa hoãn đó thì là họ nắn gân mình. Thì ở đây rõ ràng là nếu mà trong cái cuộc mà về vấn đề buôn bán như vậy, là trong mười mấy năm qua đó, là Trung Quốc không có áp dụng những cái lời hứa của họ tại WTO. Thành ra bây giờ Hoa Kỳ kiện đó là đúng rồi. Mà tới bây giờ đó, tôi nghĩ là trong cái vấn đề này đó, là tôi nghĩ là ông Trump có lý. Có lý về vấn đề kinh tế đó. Thì tại vì mình thấy là, tôi xin lỗi một cái chuyện phải dùng cái chữ này, là khi mình đi chơi với du côn đó thì mình phải có một cái gì đó quyết liệt, chứ không thôi là, đúng không? Người Việt Nam mình cũng có, nghĩa là đi chơi với ba thì khác, mà đi chơi với người đàng hoàng thì khác. Thì ở đây đó, cái việc mà Trung Quốc, việc mà ông Trump làm đó đối với Trung Quốc về vấn đề buôn bán đó, về vấn đề thương mại, tại vì mỗi năm là Trung Quốc là có nghĩa là dư về cán cân thương mại thì có lợi. Cái thứ hai nữa là khi mà ông Trump đó ký cái một cái luật đó là khuyến khích trao đổi với Đài Loan đó, mà trong cái việc này đó thì là một ông phụ tá thứ trưởng ngoại giao đã qua gặp Đài Loan đó, thì đây là đối với tôi là những cái mà pressure, những cái của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc để giải quyết vấn đề mà gọi là thương mại. Tại vì Trung Quốc nó trong bao nhiêu năm đó, mình cũng hiểu là bị kiện là ăn cắp vấn đề mà là vấn đề copyright. Cái thứ hai nữa là họ làm nhiều cái chuyện, nghĩa là họ chỉ thấy cái gì lợi thì họ làm, còn trong khi buôn bán đó, phải hai bên cũng có lợi, phải win-win chứ, đâu có phải là nghĩa là một bên thôi. Thì trong quá khứ Trung Quốc đã lợi dụng gọi là những cái điều này, và họ cũng biết là tổng thống mà các tổng thống trong quá khứ đã dễ dãi với họ, thành ra họ mới làm cái chuyện này. Chứ còn thật ra đó thì là mình thấy là về cái chuyện mà kinh tế, tôi thấy là cái pressure cái của ông Trump trên Bắc Kinh là đúng. Theo tôi nghĩ là về cái này thì là đúng, chứ tại vì mình chơi lâu lâu ông Trump lại có một cái quyết định mà được là chú là đồng ý ủng hộ. Không, tôi là economist, và tôi là người nghe là về vấn đề kinh tế thì mình phải thấy cái gì không ở lên đây đó, quý vị đừng có tưởng tượng cái gì trúng á thì tôi nói, chứ không có phải là mình, tôi không có gì personal hết, đúng không? Về cái mình phân tích cho mậu dịch giữa Hoa Kỳ với những quốc gia khác trên thế giới á, bây giờ mỗi năm á, là Hoa Kỳ bị thâm thủng 200 mấy chục tỷ đô la, và cái thâm thủng nào năm nào nó cũng bị thâm thủng như vậy á, thì nó đã đưa tới cái mậu dịch mất thăng bằng, và mất thăng bằng vậy Hoa Kỳ nợ nhiều. Ngay cả mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng vậy, Việt Nam mà buôn bán với Trung Quốc thì là Việt Nam lỗ so với Trung Quốc. Ví dụ năm 2015 nó lỗ 36 tỷ. Mà nó buôn bán với Hoa Kỳ thì mỗi năm là lời được khoảng 20 tỷ. Thành ra do đó mà cái với chính quyền của ông Trump thì ông muốn công làm cho nó thăng bằng lợi hơn. Thành ra ông có những chính sách tương đối là nó quyết liệt để mà làm cho thăng bằng hơn. Đối với Trung Quốc á, thì nếu mà chiến tranh mậu dịch xảy ra thì Trung Quốc thua chứ không phải Hoa Kỳ thua. Lý do Trung Quốc thua là bởi vì Trung Quốc
là lệ thuộc vào cái thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đâu có lệ thuộc vào cái thị trường tiêu thụ của Trung Quốc đâu. Bởi vì Trung Quốc họ vẫn đóng cửa cái thị trường tiêu thụ, bởi vì họ sợ mà người dân mà tiêu thụ lên đó, thì người dân sẽ giàu có lên và nó đe dọa cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra họ tìm cách học bóp nghẹt cái thị trường tiêu thụ của Trung Quốc. Nhưng mà ở Hoa Kỳ là một cái thị trường tiêu thụ vĩ đại, nó là nó từ bằng cho tới hơn Âu Châu. Thành ra do đó mà nếu mà chiến tranh mậu dịch xảy ra thì Trung Quốc là lỗ. Và do đó khi mà Hoa Kỳ cương lên đó, thì Trung Quốc cũng không dám làm quá. Bởi vì thật sự chiến tranh mậu dịch xảy ra thì Trung Quốc thiệt hại. Hiện giờ là Hoa Kỳ đang đe dọa là 60 tỷ hàng hóa của Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể bị đánh thuế. Thì chúng ta thấy rõ ràng là bên Hoa Kỳ bây giờ cương lên về Trung Quốc, về vấn đề mà mậu dịch, về vấn đề Đài Loan, về vấn đề mà FONOP, tức là vừa rồi là cho tàu đi vô trong vòng 12 hải lý của cái đảo Bình Khăn, mà kỳ này đi không phải là đi mà FONOP, tức là kiểm tra thuần túy, mà còn biểu diễn lực lượng thao tập quân sự nữa. Thành ra là có cái tính cách là cứng rắn hơn. Rồi chúng ta thấy những cái áp lực nhiều phía của Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là nó nhằm mục đích là để cho Trung Quốc đổi lại là Trung Quốc phải kiềm chế anh Bắc Hàn trước khi mà có cái cuộc nói chuyện xảy ra vào tháng 5. Mà chúng ta thấy là ông Dương Khiết Trì, là cái kế hoạch của Dương Khiết Trì là đi tới Nam Hàn vào khoảng 22-23 tây tháng 3, nhưng mà bất thình lình thì ngưng. Ông Dương Khiết Trì là cái nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc, ông ta ngồi trong Quốc vụ viện trên cả ông Vương Nghị, thì tự nhiên ngưng. Rồi bây giờ khi mà cái chuyến đi của ông Kim Chính Anh gặp ông Tập Cận Bình xong thì bắt đầu mai mốt đây là ông Sata sẽ đi qua Nam Hàn. Thì điều đó nó tạo ra, người ta thấy có cái mối nối rõ ràng là cái chuyến đi của ông Dương Khiết Trì đình quản lại để cho nó cái kết quả giữa ông Kim Chính Ân và bên phía ông Tập Cận Bình như thế nào rồi mới đi qua Nam Hàn. Và chúng ta thấy bây giờ là ngay Nhật Bản cũng lên tiếng là muốn ngồi nói chuyện thượng đỉnh với bên phía Bắc Hàn. Thì Bắc Hàn bây giờ hiện giờ được rõ ràng là nâng lên cái status là nói chuyện ngang hàng với Hoa Kỳ, nói chuyện ngang hàng với Nhật Bản và nói chuyện với Nam Hàn. Thì trở lại vấn đề thì chúng ta thấy rằng tôi đồng ý cái nhìn của anh Quân là cái thượng đỉnh sắp tới tôi nghĩ là nó không có cái kết quả gì mà gọi là cụ thể lắm đâu. Và nếu có thể nó kéo dài rất là nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ dường như là muốn dùng cái những cái người mà diều hâu chung quanh mình để có thể mà cho Bắc Hàn thấy là nếu không ra được kết quả cụ thể thì ta có thể dùng, Hoa Kỳ có thể dùng vũ lực. Thì cái đó thì có thể nó tạo một cái perception, một cái ấn tượng như vậy, nhưng mà thật sự có dùng vũ lực hay không là mình chưa biết. Và trước khi nghĩ sao về cái phản ứng của Trung Quốc trong 2 tuần vừa rồi trước những cái quyết định mà có tính cách giống như là gây hấn đó của bên tôi thấy Trung Quốc đấy là sự khôn ngoan của Trung Quốc. Bởi vì chúng ta thấy một điều là chúng ta không biết là cái áp lực của Hoa Kỳ nó kéo dài được bao nhiêu lâu, và cuộc đời của một tổng thống Hoa Kỳ được bao nhiêu lâu, 4 năm hay là 8 năm. Thì Trung Quốc có thể có được thời gian lâu dài để mà chấp nhận điều đình, và khi mà chấp nhận điều đình như thế đó, thì trong tương lai cái tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai có thể nhẹ nhàng hơn. Đó là cái điều mà từ trước nay Trung Quốc vẫn sử dụng, cho nên chúng ta không nhìn thấy, chưa nên nhìn thấy là cái áp lực một cách mạnh mẽ của tổng thống Donald Trump và bảo là Trung Quốc, nghĩa là sợ Trung Quốc sẽ có thể lùi một bước để tiến hai bước. Đó là cái điều mà chúng ta thấy từ trước nay Trung Quốc vẫn làm, và đó là cái điều mà mình cũng không hy vọng rằng cái việc mà ông tổng thống Donald Trump nặng nề với Trung Quốc về vấn đề thuế, và rồi cuối cùng ấy, chúng ta có thể thấy rằng cái chuyện đó sẽ thành công chưa chắc, bởi vì nó còn đòi hỏi chính phủ Mỹ sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu cái này, hay là một tổng thống khác hoặc là một quốc hội khác trong tương lai sẽ làm cho nước Mỹ sẽ phải thay đổi cái chính sách.
Và xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.